Lợn biển Amazon và 6 thông tin đặc biệt cần biết. Hello anh em lần đầu tiên đến với channel của mình. Channel Động Vật lần đầu phủ sóng tại YouTube Việt Nam chuyên review tất cả những loài động vật. Tên thường gọi của nó là lợn biển Amazon hay một cái tên khác là lợn biển Nam Mỹ. Tên khoa học: Chichechuindungui. Đây là một loài động vật có vú phân bổ chủ yếu ở lưu vực sông Amazon ở Brazil, Peru, Colombia, Ecuador, Guyana và Venezuela. Lợn biển Amazon có thể sống được trung bình 12 năm trong điều kiện nuôi nhốt. Trong tự nhiên tuổi thọ của chúng không xác định được nha anh em. Nó kích thước khoảng 2,8m, nặng 420kg, bằng 6 người 70kg đó anh em. Tình trạng hiện tại của lợn biển Amazon đang bị đe dọa. Sau đây là phần thông tin mô tả chi tiết lợn biển Amazon. Lợn biển Amazon là loài nhỏ nhất trong 3 loài của Chichechu, gồm lợn biển Tây Ấn, lợn biển Tây Phi và lợn biển Amazon. Lợn biển Nam Mỹ có chiều dài lớn nhất được ghi nhận là khoảng 2,8m, với cân nặng là 379,5kg, thấp hơn lúc nãy mình nói, do các nhà sinh vật học ghi nhận và ước tính khác nhau nha anh em. Lợn biển Amazon là loài động vật có vú, hình trụ với chân trước biến đổi thành chân trèo và không có chân sau. Phía sau của cơ thể có hình dạng như một mái trèo phẳng, tròn và ngang. Các chân trèo được sử dụng linh hoạt để hỗ trợ chuyển động, gãi, ôm các con lợn khác và đưa thức ăn vào miệng và làm sạch miệng. Lợn biển Nam Mỹ có chân trèo dài và không có móng ở chi trước. Đây là đặc điểm chính để phân biệt chúng với hai loài ở Tây Ấn và Tây Phi. Cái con này có 6 đốt sống cổ trong khi tất cả các loài động vật có vú khác đều có 7. Lợn biển Nam Mỹ có màu da xám với những mảng trắng trên bụng và ngực. Da có độ đàn hồi dày khoảng 5cm và được bao phủ bởi lớp lông mịn. Chúng có lông dài ở môi trên và dưới. Môi trên của chúng được biến đổi thành một bề mặt lớn, bị chia cắt sâu và nó có thể di chuyển sang hai bên một cách độc lập trong khi ăn. Lợn cái không có răng cửa hoặc răng nanh, chúng chỉ có răng má hay còn gọi là răng hàm. Răng hàm được thiết kế để nghiền nát thức ăn, dần dần răng di chuyển ra phía ngoài, rơi ra khi đã yếu và được thay thế bằng những răng hàm mới. Phân bố: lợn biển Amazon phân bố trên toàn lưu vực sông Amazon với diện tích khoảng 7 triệu km2 tại Brazil, Colombia, Ecuador và Peru. Môi trường sống của chúng bao gồm các vùng nước sông, đầm phá và các khu rừng ngập nước giàu chất dinh dưỡng. Tập tính: lợn biển Amazon là loài lợn biển duy nhất sống trong môi trường nước ngọt. Chúng dựa vào những thay đổi trong hệ tuần hoàn ngoại vi để điều chỉnh nhiệt độ cơ thể bằng cách sử dụng các phòng đệm để làm trạch hướng dòng chảy của máu từ các vùng của cơ thể tránh tiếp xúc gần với nước. Ngoài ra chúng cũng dựa vào lớp mỡ dưới da để giảm sự thoát nhiệt. Lợn biển có lỗ mũi, nhưng không phải lỗ thông như những loài động vật có vú khác mà chúng hoạt động theo chu kỳ, đóng khi ở dưới nước để ngăn dòng nước tràn vào và mở ra khi ở trên mặt nước để hít thở. Chúng thường ngâm mình trong nước trong thời gian dài và ngoi lên bề mặt để lấy không khí trong khoảng 5 phút. Thời gian nhịn thở lâu nhất của chúng được ghi nhận trong điều kiện bị nuôi nhốt là 14 phút. Manatee khá nhút nhát và hay ngại ngùng. Chúng hoạt động vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Vào mùa mưa, chúng di cư đến các khu vực bị ngập nước và trong mùa khô thì đến những vùng nước sâu hơn. Manatee thường sống theo nhóm từ 4 đến 8 cá thể, con cái điệu những con non trên lưng hoặc giữ chặt chúng. Lợn biển ăn chủ yếu vào mùa mưa, còn mùa khô chúng có thể không ăn nhiều. Lợn biển không bao giờ rời khỏi nước mà chỉ ngoi lên trên bề mặt để hít thở không khí. Lợn biển bơi chậm chạp nhưng điều đó giúp chúng dễ dàng săn mồi hơn. Ở điều kiện bình thường, chúng di chuyển với vận tốc 8 km/h nhưng lại có thể bơi nhanh tới 24 km/h khi bị giật mình bởi những tiếng nổ lớn. Sinh sản: lợn biển Amazon sinh sản quanh năm. Trong điều kiện nuôi nhốt, chúng đạt đến độ trưởng thành có khả năng sinh sản sau 2,5 năm. Chúng không được biết đến nhiều trong tự nhiên. Thời gian mang thai của chúng kéo dài 12 tháng và mỗi lứa chỉ có một con non. Manatee con được sinh ra dưới nước. Ngay sau khi ra đời chúng được mẹ đẩy ngoi lên trên bề mặt nước để thở. Chế độ ăn: thức ăn của chúng bao gồm cỏ, thủy sản, thực vật thủy sinh và trái cây. Chúng ăn lượng thức ăn tối đa tương đương với 8% trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Các mối đe dọa: IUCN dự báo dân số của chúng sẽ bị suy giảm ít nhất 30% trong vòng 60 năm tới. Lợn biển Amazon từ lâu đã bị người dân bản xứ săn lùng để lấy thịt. Ngoài ra, tỷ lệ sinh thấp, tỷ lệ tử vong ở các con non cao, biến đổi khí hậu và mất môi trường sống cũng là nguyên nhân làm số lượng lợn biển suy giảm. Bạn có biết, Mishiza là một món ăn phổ biến Amazon và thành phần chính của nó là thịt lợn biển băm. Video đã kết thúc rồi, hẹn gặp anh em vào kỳ sau nhé. Nhớ like, share và subscribe kênh ủng hộ bọn tớ có thêm tinh thần để ra thêm các video hay cho anh em xem nhé. Bye bye!